Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Xin chào bạn yêu mới đi làm về. Rồi. Đúng. Dạ. Tắm đi. Sửa đi chứ. Rồi đó rồi. Đẹp. Chị chưa? Chị có hơi nhạy cảm mới thôi. Cái gì? Anh là gì đâu? Tôi là gì? Tôi đi nào hết đó. Anh này không được đó. Cái này là gì? Là như 1 phút. Là 1 phút ở đó này. 1 phút mày. Này thẻ ngoài nè, không ta? Không, 1 phút. Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer.